giỏi, bạn đêm cũng giỏi đó. Bây giờ kinh nghiệm là thí dụ như là cây cũng giỏi, mà anh Đâm đặc biệt là khán giả nói là bây giờ muốn học một cái cuốn bí kíp của anh Năm, không biết anh Năm giấu ở đâu, thì bây giờ là anh Năm chỉ một cái trang cuối. Ngày mốt bây giờ để em vô nhà anh coi kiếm coi có cái, bây giờ cuốn sách đó để ở đâu anh Năm? Giấu kỹ á. Kỹ hả? Không, cái cuốn sách phải học đó. Sách đó là kỹ á, sách đó là kỹ lắm đó. Các kỹ à. Anh chị em mà có anh Năm bữa nay khỏe không Năm? Hôm rồi sao? Hôm uống thuốc khỏe rồi. Rồi ngủ ngon không? Giờ hôm đậu xìm không ai điện là khỏe. Ngủ ngon dữ lắm à? Ngủ ngon. Hôm đậu xìm là điện đâu mà tới đâu tới 11, 12 giờ sao ngủ. Dạ. Yeah. Đó là mà anh là tại vì làm cho mấy em có việc làm đâu, mà Nhật Kiều, Mỹ Tho rồi vậy thôi chứ có gì đâu. Chứ anh Năm biết không anh Năm? Anh Năm biết cho người ta gì? Không biết, tại anh Năm muốn làm cho... tạo điều kiện cho mấy em nó làm gì ha. Đó, mấy người bên kia cho Nhật Kiều vậy đó. Đặng, đặng cho câu like được, đặng mấy có tiền được chứ anh làm kiếm việc cho mấy em làm. Thấy không? Kiếm việc cho làm mà còn... không biết điều với anh Năm nữa hả? Không biết điều với anh Năm nữa thì sao được, phải không? Tối ngày sao anh Năm? Việt Kiều gì? Nhiều nhà hả? Nhật Kiều gì nhiều nhà rồi với nói với anh Năm nói là vườn sầu riêng ấy cho con rồi hết đi, đừng đi theo em nuôi rồi. Chưa gặp mặt ở ngoài đời nữa mà đặt đi theo hả? Về điện lên điện Zalo thì là không cho thấy mặt. Nói lời ngon ngọt thương Năm ha. Trời ơi, nói là tại vì anh Năm muốn là để cho mấy em có việc làm, đang có tiền thôi chứ. Chứ anh Năm có cuộc sống mà đúng không? Chứ anh Năm có vườn sầu riêng, anh Năm đâu phải mà anh Năm mà không có cuộc sống anh Năm đâu. Nói ai có cuộc sống, ví dụ mà vui vẻ, anh em có công việc thì làm. Anh em nào cũng sống cuộc sống mà đừng để mà cái này kia chứ, vui vẻ nhau. Anh Năm à, tạo niềm vui. Tạo niềm vui. Sống nửa đời người ở đây nói chuyện anh Năm không biết. Trời ơi, mấy con nít. Nói chung là anh Năm biết hết, mấy đứa này anh Năm biết hết. Rồi anh Năm cũng muốn tạo điều kiện cho những anh em bên kia người ta làm clip. Chứ thật chắc là biết hết chứ không lẽ... Nói lên đặng cái này kia, đặng làm việc cho có tiền rồi chứ. Anh Năm sống này 50 mấy năm, không lẽ anh Năm mới được anh biết. Là gần... gần 60 năm rồi đây. Đâu mà dễ ăn Việt Kiều nào mà 100 triệu rồi cho xe mà gặp lần đầu mà nói nhớ anh Năm hả anh Năm? Trời ơi, nói chuyện mà đừng có lừa gạt anh Năm không được đâu, lừa gạt mấy người khác đi. Hồi hôm nói chung giờ hôm giờ là anh Năm vui vẻ đó. Nói chung là bây giờ với chị em mà là trong ngoài nước đó là để tôi nói là mấy người mà nói Nhật Kiều Nhật Kiều để bỏ tiền đầu ra cứ anh Năm là đưa đi qua bên Mỹ rồi sống. Trời ơi, cái đó là tôi thừa hiểu, ở bên Mỹ người ta còn muốn gì Việt Nam này người ta sống mà làm mướn chứ hay sao anh Năm? Đâu phải đi qua cũng đi đâu phải hút tiền ta đều quên bán được đâu, đâu phải dễ ăn đâu anh Năm, đâu phải dễ ăn. Bánh cũng làm thuê làm mướn. Bánh cũng làm thuê làm mướn muốn chết vậy chứ đâu hay vậy. Anh Năm giờ sáng ra uống cà phê, phải không? Về làm vườn. Rồi chút nào chị em chút nào nữa like vô nhiều cho like hay like gì chút nữa là tôi làm vườn mấy là chị em anh em nào muốn hỏi là học là tôi chỉ cho. Học kỹ thuật dạy kỹ thuật tôi luôn anh Năm. Chỉ kỹ thuật luôn, tứ thân như thế nào, là thịt thú làm sao là tôi chỉ. Cái gì giỡn chứ thực chất là quý vị biết là anh Năm là một người nông dân rất là giỏi về cái vấn đề kiến thức trồng cây. Tôi biết là tôi chỉ. Cái kinh nghiệm á. Kinh nghiệm ha. Cái kinh nghiệm chứ, làm vườn phải có là mình trồng như thí dụ cây hạnh mình tứ làm sao, rồi cây sầu riêng tứ làm sao, thịt thú làm sao. Cây đậu làm sao nữa ha. Cây đậu làm sao nữa. Thực tế là cái đó là phải thực tế. Anh Năm làm hồi xưa ở Bình Phước ai cũng biết rồi. Làm nông dân làm xưa giờ mà. Tôi trồng chảnh là trồng là đậu bông hột nè. Ồ. Rồi tiêu nè, cà phê nè. Ừ, quá trời. Hồi đó là chưa có trồng ba cái vụ mà cây su nha. Chưa có. Đó vậy đó. Làm hồi từ xưa giờ làm bao nhiêu năm anh Năm? Hồi tôi làm hồi còn trẻ lần mà vậy ha, còn cái hai mấy tuổi á. Gốc anh Năm là Bình Phước luôn hả?
hồi đó không phải có mình Phước, hồi đó ông già lên là lập nghiệp vậy. Ừ, ừ. Đó vậy đó. Rồi bây giờ ngày mốt về dưới này, rồi sau này tôi mới về. Về ở dưới Cần Thơ này. Dạ. Đó, cái không? Thay vì bây giờ gọi anh Năm để mà nói anh Năm này kia, để gọi anh Năm học hỏi kinh nghiệm đi. Đó, anh Năm chia sẻ hết. Đó, cần cái vụ sầu riêng thì anh Năm chỉ sầu riêng. Cái hạnh là lấy ngắn tắc gì dài á. Đó. Cây tắc á, người kêu cái tắc, người kêu cái hạnh á. Rồi tôi nhầm cây tứ quý hay vậy á? Không, không, không. Cái đó là cây hạnh, là cây hạnh, không phải cây tứ quý. Cây hạnh, một cái dùng nó riêng. Hạnh tắc. Ờ, hạnh tắc. Một cây dùng nó kêu bằng tắc. À. Bên đây là kêu hạnh. Yeah. Ngoài kinh nghiệm làm vườn ra, anh Năm còn nhiều kinh nghiệm nào đó làm gì nữa không? Rồi với mương rồi nuôi ốc. Ờ, ốc cá đâu ha. Ừ, ốc cá đâu. Mà cho hỏi là anh Năm có cái đặc điểm gì mà khiến cho chị em mê mẩn gì anh Năm? Trời ơi, thì anh Năm lo làm ăn đó. Ờ, lo làm ăn ha. Ừ, lo làm ăn chứ phải ăn chơi, nhậu, nhạc tối ngày đâu. Dạ. Nếu mà chị em nào, chị em anh em nào là tôi nói là nếu thí dụ nhậu là như giác chiều nhậu rồi vài ly để cho nó giãn gân giãn cốt vậy đó. Vài ly quá ít rồi. Ừ, chứ đâu phải mà nhậu bê bét sao được. Anh Năm. Bạn ngày cũng chứ... giỏi, bạn đêm cũng giỏi. Đó, bây giờ kinh nghiệm là thí dụ như là cây cũng giỏi. Mà anh Năm đặc biệt là khán giả nói là bây giờ muốn học một cái cuốn bí kíp của anh Năm, không biết anh Năm giấu ở đâu, thì bây giờ là chỉ anh Năm chỉ một cái trang cuối. Rồi. Em mốt bây giờ để em vô nhà anh coi kiếm có cái bây giờ cuốn sách đó để ở đâu anh Năm? Giấu kỹ à. Chứ kỹ hả? Dễ gì. Không, cái cuốn sách phải học đó. Cuốn sách đó là kỹ đó. Cuốn sách đó là kỹ lắm, các kỹ à. Anh chị em mà có những người người ta phải học hỏi anh Năm không? Học hỏi là cái trang cuối. Bây giờ nếu mà chị em anh em nào mà có học hỏi thì bây giờ like vô nhiều đi rồi lại tôi chỉ cho. Ờ, có cái trang cuối cuốn sách mới được, phải cuối học. Cuối mới được mà anh học. Em là học tôi nhiều mà tôi không có chỉ đâu nha. À. Bây giờ like vô nhiều đi rồi tôi chỉ. Nói chung là anh Năm tạo niềm vui cho anh chị em. Đó, đúng anh Năm cũng như nhiều khi anh Năm hài hước rồi người ta nói anh Năm là giống nít khùng đồ à, này kia à. Đừng nói vậy, cái gì mình sống nó vui vẻ mới à. là đẻ ra tiền chứ tối ngày là u sầu hoài sao được. Đúng rồi, phải vui vẻ tích cực hả anh Năm. Ừ. Như hôm bữa là anh Năm nhảy kiểu ếch, là anh Năm kiểu như là các anh em hỏi là anh Năm bắt ếch bắt làm sao. Ừ. Chứ anh Năm đâu có phải ấy đâu. Ừ. diễn lại cái khúc bắt ếch làm sao. Như thí dụ mình muốn bắt ếch là trong hang là khác mà con ếch ở ngoài là khác. Đúng rồi đó. Ở ngoài là nó nhảy nhiều, mình phải chụp là mình phải lãi rồi. Đúng không? Anh Năm còn bắt chim chép là nó khác nữa. Chim chép cách là khác nữa. Đó. Leo dừa. Leo dừa, kỹ thuật leo dừa. Một cua bắt ốc rồi anh Năm là cho ăn sầu riêng rồi là phải học hỏi. Bây giờ chị em nào với anh em là muốn muốn học thì cứ like vô xin ừ. Thì nhắn tin vô đó là bây giờ là tôi chỉ cho anh Năm. Bây giờ chỉ còn cách nghe mốt bây giờ anh Năm đổi số, chỉ có là có gọi là gọi cho anh em thôi, gặp anh em thôi. Bây giờ tôi đổi số rồi đó, vì anh em gọi vô nhiều quá rồi làm phiền anh Năm quá trời. Bây giờ cũng nếu mà biết chắc cũng biết một số của anh Năm, nhưng mà đây là số dép á. Số dép tôi biết. Số dép là biết ạ. Số giờ tôi mua điện thoại không có nha. Giờ anh Năm độc thân rồi mấy anh chị rồi, em dính ơi vô rồi. Năm độc thân rồi. Anh Năm độc thân hả anh Năm? Rồi, độc thân rồi. Anh Năm. Em có tiễn thì lẹ lẹ nghe. Tiễn là vô là ghi hình gì đó. Không, anh Năm phải ra lại một cái nội quy tiêu chí mới mới được chứ khi khơi giờ nó là anh không có dễ dãi nữa đâu. Bây giờ tiếng mới là bây giờ em nào muốn kết anh Năm á thì một là tài giấy, hai nữa là con cái đâu phải có gà. À. Đó. Cái đấy vô và cái nói con tôi chịu, cái vô cái nói con tôi không chịu. À. Tôi bị bà bốn bà rồi kia đó. Đó. Hồi hôm mà tại vì có người kia hỏi là tại sao mà anh Năm lúc nào cũng vậy, nhưng mà tại vì lúc mà lên chương trình thì họ lúc nào cũng nói là con cái họ chịu, nhưng mà đến khi ấy mà không chịu. Đó. Cái con ta không chịu. Đổ thừa anh Năm, tội anh Năm lắm. Đổ thừa anh Năm nói sao mà cái bà này bà kia đâu cái này nọ nhiều. Ừ, sao phải vậy? Dạ. Không bị chắc chở là cái vụ đó đó. Chung đường đời chắc chở ha. Ừ. Cái gì mình nói phải thật lòng. Đến với mình phải thật lòng cả. Bây giờ cũng như là anh Năm nói cái gì nó đâu ra đó có gà. Dạ. Với lại anh Năm có con cái anh Năm hai đứa là nó phải ok hết. Đâu có gì đâu. Con cái anh Năm là nói chung là thoải mái luôn á. Thoải mái. Kiếm cha kiếm được gì đi rồi
chăm sóc cho cháu. Rồi anh Năm chào chào trong nước ngoài đi anh Năm ơi. Mình chưa chào hả? Chưa chào chào, chào kết thúc á, chào kết thúc á. Dạ bây giờ chào anh em bên cộng đồng mạng với bên Facebook với chị em rồi với là bên nước trong nước ngoài làm một lời chào thân thương nhất à. Rồi cảm ơn luôn. Xin rồi. Chào. Tôi nhớ ngồi đi vô cổng đưa cho em cuốn sách trang cuối nha. Rồi thấy chưa rồi ai mà ấy anh năm cho liền cuốn sách rồi, thì thấy không? Lại vô nhiều đi mấy chị em ơi, chút nữa là vô là tôi chỉ trồng cây rồi đó, thứ phần gì thì thuốc gì đó. Rồi chào anh Năm nha. Rồi chào.